Alo, nếu mà Ngọc Sơn tiếp tục ở bên Việt Nam để thằng Quý Ngọc hay là đụng tới tôi xóa kênh tôi bậy bạ trên YouTube, ba cái trò làm nhục tôi này kia, lấy đời tư cá nhân của tôi ra yêu rồi không yêu tối ngày, xúc phạm tôi và làm phiền tôi sẽ liên hệ tới Sở Thông tin Văn hóa của ở bên Việt Nam, tôi sẽ viết đơn tố cáo và tôi sẽ trình bày. Tôi và Ngọc Sơn sẽ ra phường tại công an, tôi bay về để làm việc nha. Nên nhớ tôi là một người hai quốc tịch, tôi vừa quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ. Tôi lấy tư cách tôi là người công dân Việt Nam và một Việt kiều ở Mỹ này. Tôi giao thiệp là biết Ngọc Sơn 14 năm mấy. Tôi và Ngọc Sơn có những cái đụng chạm là do ở con người Ngọc Sơn không biết điều sai với tôi. Ăn rồi tối ngày cứ rình rập xóa kênh tôi trên cái YouTube này làm phiền tôi là điều thứ nhất. Điều thứ hai, giao thiệp với tôi không có một cái sự mà nhân tánh, không có thiện, lợi dụng tôi và vô cảm, độc ác và vong ơn. Tôi còn hình ảnh ở đây, hình mà tôi để lên bà cụ bà Kim Loan nhận quà tôi gửi về Việt Nam. Đó là từ ngày đầu tiên của mười mấy năm về trước tôi làm phước, tôi giúp, tôi lo cho con trai của bà Kim Loan như vậy. Tôi giúp mà còn tất cả những bằng chứng ở đây. Tôi là người làm chuyện nhân từ, tôi làm từ thiện, chứ tôi không có yêu một mình Ngọc Sơn. Mấy lần tôi gặp Ngọc Sơn tỏ tình nói yêu tôi, nhưng tôi bệnh tật nghèo, tôi không có quen được là vì tôi là người bất hạnh. Tôi là người sống không có làm ra tiền, tôi ngại. Tôi là người tự trọng quân tử, nên tôi để trước dư luận tôi cho được làm chị ba anh ba. Tôi cho Ngọc Sơn làm chị ba anh ba với tôi. Tôi giúp Ngọc Sơn con đường sự nghiệp, tôi đưa Ngọc Sơn lên ngày hôm nay là tôi giúp Ngọc Sơn một tay. Nếu ăn rồi ăn cháo đó bắt tiếp tục vô lễ với tôi sẽ dùng cái vấn đề là luật pháp và truyền thông tôi nói chuyện, chứ tôi không giỡn mặt nữa nha. Chưa, tôi cấm giỡn mặt với tôi, đừng giỡn mặt với tôi không giỡn nữa đâu nha. Chưa, nên tôi cảnh cáo gửi lời nói của tôi đến Việt Nam, đừng lấy tôi làm nạn nhân và đừng xúc phạm tôi. Hãy cúi đầu biết sám hối và xin lỗi tôi. Hãy nhớ 10 năm trước tôi đến Việt Nam cay đắng tủi nhục, tôi quỳ trước cái nhà của anh. Vì anh là một cái thằng không ra gì, rất là nặng nghiệp. Mẹ anh rất nặng nghiệp, không coi tôi ra gì hết. Hôm nay 10 năm sau anh lại ăn cháo đó bác, anh lại tiếp tục. Anh đang bị nghiệp quật, anh trời đang khiến anh dẫn dắt anh. Đúng như con đường của anh hư hỏng, anh không bao giờ sửa đổi, anh chứng nào tật đó, anh bài cũ không chừa, bệnh cũ tái phát, anh cần phải đi nhập viện uống thuốc nhốt anh lại đó Ngọc Sơn, anh phải phải kê toa đúng liều. Tôi nói thật, anh ngồi ở bên kia đường dây, anh để thằng Quý Ngọc khốn nạn cùng với nó xài chung cái máy để xúc phạm tôi, anh vẫn như ngày nào anh và mẹ anh ăn rồi tối ngày thông đồng với nó để xúc phạm tôi. Tôi phải đem anh ra chính quyền, công an. Tôi phải còng đầu anh, tôi phải lên án trong báo chí truyền thông. Tôi phải cho showbiz cả thế giới biết anh là cái thằng mất dạy khốn nạn, chó cắn chụ ở đâu. Anh và mẹ anh là đồ mất dạy, đồ chó cắn chụ tiểu nhân. Ăn của tôi gặp mặt 14, 15 năm tôi tha thứ vẫn không thay đổi. Anh vẫn súc sanh ngạ quỷ, anh vẫn chứng nào tật đó, anh không chừa. Tôi nhiều lần tôi giúp anh ăn rồi phá nát vô lễ với tôi. Tối ngày anh đem nó vô giữa tôi và anh. Hôm nay tôi cho anh một cái thánh chỉ, anh chọn nó hay chọn tôi. Đừng giỡn mặt với một trái tốt thơm này. Anh còn nhớ cái lật xe của anh ngày xưa không? Tôi mà không cứu cái mạng thằng chó đẻ của anh đó, thằng khốn nạn, thằng chó cắn chủ súc sanh là anh đó, thì đủ mẹ đủ má giờ đây anh đéo có con mẹ gì, anh đéo có cái hồn anh, cái xác anh nữa. Anh chẳng có cái mạng anh bây giờ sau 15 năm với tôi đâu. Cho nên đừng có dội mà tăng cái mặt chó chết lên với tôi. Đừng giỡn mặt với một trái tóc thơm này. Đừng coi tôi không ra gì nữa. Tôi khuyên, đây là lần cuối cùng tôi cho anh cơ hội để sửa đổi. Anh hãy biết coi là anh thằng mất dạy. Anh dạy nó mất dạy với tôi. Chính anh là cái thằng khốn nạn anh ngồi đó. Cả một cái đám con người ngồi trong cái phòng có Bambi đều thấy. Anh không ra gì hết. Anh sẽ tạo nghiệp nặng nghiệp, chính anh là người đem nghiệp vô nhà với mẹ anh, chính anh ăn
mấy cái nghiệp của anh rồi anh đi anh kiếm chuyện với tôi nằm vạ vào cái kênh của tôi, xóa tôi xóa lui, thứ vô duyên vô lệ, thứ không ra gì hết. Anh của tôi ngập mặt tràn hông dinh, quan phú quý tràn ngập rồi, chỉ biết chửi rã, toàn là công quả của tôi, không coi tôi ra gì hết. Thật là đồ vô lễ. Tôi nói chuyện ở đây tư cách ân nhân của anh đó, nghe chưa? Tôi nói chuyện với anh tôi tư cách là một người á, hồi xưa giờ tôi là ân nhân của mẹ con anh ở Việt Nam đó, nghe chưa? Mình coi thường người khác thì sẽ có người khác coi thường lại mình, vậy thôi. Ngày xưa tôi cho anh được bên cạnh tôi có cái rung đông, anh cũng vậy, anh phách nói anh coi tôi không ra gì. Hôm nay tôi cho anh lên lại trong giới showbiz, trong cái nghề nghiệp của anh lại không coi tôi ra gì. Anh chứng nào tật đó vĩnh cửu không bao giờ chừa, anh vẫn hư hỏng như ngày nào. Tôi dung túng anh cả chục năm hơn, quá sai lầm thiếu sót đúng không? Tôi những tưởng anh biết nên thân sửa đổi. Anh lỏng hành không coi ai ra gì, không coi tôi ra gì hết. Đây là lời cảnh cáo tôi. Tôi là một người nạn nhân, ân nhân của anh nha Ngọc Sơn, nghe chưa? Mười ba mười bốn năm về trước anh lật xe ở Việt Nam, anh nghĩ mười mấy năm sau anh sẽ có lật xe tiếp không Ngọc Sơn? Anh có nghĩ có khi nào anh bị lật xe tiếp không Ngọc Sơn? Thằng chó đẻ, thằng khốn kiếp Quý Ngọc nó bị rớt máy bay, anh có nghĩ có khi nào nó rớt nữa không? Máy bay rớt nữa không? Máy bay bị hư ở Đà Nẵng, Nha Trang gì ngày xưa nhớ không? Anh có nghĩ là có bao giờ mà có khi nào mà anh lật xe giống như ngày xưa mười mấy năm về trước không? Nhưng kỳ này khác xưa, tôi sẽ không có cứu cái mặt chó đẻ của anh đâu, nghe chưa? Tôi sẽ không có giái lại xin gì, tôi sẽ không cứu mạng anh nữa đâu, nghe chưa? Tôi sẽ không tha cái mạng anh nữa đâu. Đủ má đủ mẹ anh thằng chó đẻ, nghe chưa? Nghe chưa thằng khốn nạn? Đủ má mày, mày nghe chưa kỹ chưa? Thằng chó đẻ, thằng chó cắn chủ kia cho mày nghe mày. Để coi tao trị mày được không? Mày yên tâm đi thằng chó đẻ. Đủ má mày, mày nhớ không? Mày nhớ cái lật xe ngày xưa không thằng khốn nạn kia? Ngày nào mà mày còn dính tới thằng chó Quý Ngọc kia, lộn mẹ mày, mày với con đĩ mẹ mày, hả? Con chó cắn chủ tao sẽ còn giáo dục dài dài trên cái YouTube này và thông vào cái báo thoát. Đủ má đủ mẹ mày, đàng hoàng không muốn hả mày? Thằng mất dạy, thằng chó đẻ.